Xin kính chào toàn thể quý cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh shop guitar Nhật Hoàng Gia. Trong video này thì Gia xin phép được giới thiệu nhanh đến cho mọi người một số dòng đàn guitar classic đến từ những cái thương hiệu khác nhau và cũng không có cùng model nữa, nó sẽ khác nhau và cũng khác nhau giá tiền luôn. Em xin phép và mong mọi người thông cảm trong video này thì em sẽ giới thiệu nhanh cho mọi người những cái mẫu guitar classic hiện có trong video của em, trong shop của em. Thì em giới thiệu cho mọi người ai mà thấy được một cái cây nào đó mọi người đang tìm á, hoặc là thấy một cây nào đó vừa mắc mọi người và vừa tầm giá với mọi người, thì mọi người cứ nhắn cho Gia và Gia sẽ chi tiết cho mọi người sau nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và cây đầu tiên trên tay em đây đó là một cây Matsu No 50. Cây này thì có chữ ký nha mọi người và được chế tác vào năm 1977. Cây đàn này nó sẽ có một cái ngoại hình tương đối là xấu. Tuy nhiên thì kỹ thuật của cây đàn nó vẫn còn đảm bảo cho chúng ta chơi cực kỳ tốt, cần đàn cực kỳ thẳng, ngựa zin chưa qua dán lại. Tuy nhiên thì mặt tớp chảy khá là nhiều, và ở trên phần con ngựa thì mọi người cũng đã thấy rồi, nó bị cái người trước họ chơi, họ không có gìn giữ, họ không có thích nguyên bản, họ làm cái con ngựa, họ khoét cái con ngựa như thế này nè. Chắc họ thấy một cái cây nào đó làm con ngựa giống kiểu gì họ thích rồi họ làm theo, nhưng mà nhìn thì nó ố về quá, nó không được đẹp đó. Mặt tớp thì chày đó, chày cấn, nứt thì nó sẽ không nứt nha mọi người, chỉ có chày cấn rồi răng lớp xương bóng ngoài thôi, chứ nó không có bị nứt gỗ nha. Kết cấu gỗ rất cứng cáp đó, gót cần zin nè mọi người đó. Lưng hông là ok đó. Cái này rất là giá trị nha mọi người, cái này rất là giá trị. No 50 thì bây giờ No 50 mà tem chữ ký, bây giờ nó tầm khoảng 15-16 triệu, không hề rẻ một chút nào hết. Rồi, cái này thì giá bán là 8 triệu nha quý cô chú anh chị và các bạn. Mọi người nghe thử âm thanh ha. Ý là em lắp một bộ dây cũng thường thôi, nói chung là dây Alice AC130 đó, mà âm thanh nó cũng dữ hơn mọi người ha. Rất là ok luôn. Rồi, em xin phép qua cây tiếp theo. Cây tiếp theo thì em xin gửi đến cho mọi người một dòng sản phẩm, một cây đàn của hãng AB. Một cây AB 330 nha mọi người, một cây AB 330 nè. Cây này thì ngoại hình cực kỳ đẹp luôn, tớp là solid luôn. Đó, cực kỳ đẹp nha mọi người ha. Bóng bẫy, màu sơn cũng đẹp nữa. Cái màu của cây đàn nó cũng rất là đẹp ha. Đó, cần zin nè mọi người. Cây này thì Gia đang bán giá là 3.500.000. Đó, tớp solid và âm thanh cực kỳ hay luôn. Cây đàn này thì để dành biểu diễn chuyên nghiệp nha mọi người. Đó, tại vì mọi người thấy là nó không có cái chấm nào hết á. Cây đàn á, ở mấy ngang nó không có chấm chứ. Thì mọi người để ý á, những cái cây mà nó không có chấm á, thường âm thanh nó rất là hay. Đó. AB á, thì nó sẽ có cái lược họ thiết kế làm rất là tinh tế, mọi người, có gồm cái đế và cái lược ở trên đó, giúp cố định. Đây là một cái điểm mà Gia rất là thích ở cái đèn này, hãng AB họ làm rất là chỉnh chu hết. Gót cần cũng gót cổ cần họ làm cũng rất là chắc chắn nha mọi người, thiết kế rất là đẹp. Đó. Cái đèn này tuyệt vời lắm. Rồi, Gia sẽ gửi cho mọi người nghe thử tham khảo nha. Gia lên list cho mọi người á, thì đa phần là những cây đàn đều chơi tốt hết nha, không có bị gọi là, có nhiều người vẫn không tin tưởng, vẫn hỏi lại rất là nhiều lần, thì Gia có nói luôn là ở những cái cây đàn mà Gia giới thiệu đến cho mọi người trên video là đều là Gia kiểm tra rất là ok rồi, thì Gia mới dám quay clip và gửi đến cho mọi người tham khảo. Kể cả mọi người nếu mà những cái đàn mà Gia chưa lên list mà Gia gửi riêng cho mọi người, Gia chọn, Gia gửi riêng cho mọi người, đó là cái niềm tin của mọi người đặt vào Gia, thì Gia không thể nào mà tìm cho mọi người, lựa cho mọi người một cây đàn hư được. Tại vì nếu mà cái đàn mà nó không đủ tiêu chuẩn thì Gia không bán. Tại vì ở trong shop Gia rất là nhiều đàn, không có tội tình gì mà mình phải cầm một cây đàn
xấu hoặc là cây đèn không đảm bảo kỹ thuật để mà bán cho khách hàng hết á. Tại vì ra có bán sỉ nè và bán lẻ, thì những cái cây đèn mà nó chưa đạt được cái chất lượng mong muốn để bán lẻ thì ra có thể bán sỉ mà mọi người. Thế nên mọi người hãy tin tưởng, và nếu mà mọi người không tin thì cứ tham khảo tiếp, còn mọi người tin tưởng mọi người nhắn cho ra đó, thì hãy nhắn cho ra. Mà nếu mà mọi người tin tưởng tuyệt đối thì mọi người hãy nhắn cho ra ha. Còn mà mọi người còn băn khoăn thắc mắc gì đó thì mọi người nên tham khảo thêm ở những cái shop khác, cũng như là shop của Gia, trong quá trình mua bán của Gia thì mọi người cứ tham khảo thoải mái, không hẳn là phải mua ngay đâu. Mọi người cứ hỏi Gia tư vấn, Gia giải đáp thắc mắc cho mọi người hết, chứ không có vấn đề gì hết nha mọi người ơi. Đó, thì những cây đàn mà Gia muốn chia sẻ với mọi người là những cây đàn mà Gia quay clip cho mọi người và Gia gửi riêng cho từng người, thì đó là những cây đàn mà nó đảm bảo kỹ thuật chơi tốt, chơi bền và tốt chất, có chất lượng tốt nhất thì ra mới giá bán lẻ mọi người. Rồi. $3.50 thôi, top solid, âm thanh cực kỳ hay luôn. Rất là tuyệt vời mọi người, chỉ có 3.500.000 mà mọi người đã sở hữu một cây đèn AP Good Guitar 330 made in Japan luôn. Cây này khá là cổ nha, thập niên 70 rồi mà âm thanh thì tuyệt vời rồi, top solid nữa, rất là đáng tiền nha mọi người. Rồi, em xin phép được qua cây thứ ba. Cây thứ ba thì em sẽ gặp đến cho mọi người một cây đàn này, nếu mà ai biết thì một cây Noboru Nagawa Macho. Cây đàn này thì nó khá là lạ nha mọi người. Cây đàn này khá là lạ ha. Cây này thì lần đầu tiên ra cũng thấy luôn. Cây đàn này lần đầu tiên ra mới thấy luôn. Đó. Đây. Cây này là full solid nha mọi người. Đây là cây đàn full solid luôn, nghĩa là top solid, hông solid và lưng solid. Đó. Và ngoại hình nha mọi người. Đó, gửi zin nguyên bản chưa qua dán lại ha, mặt top đẹp nè. Và đầu cần nè mọi người, cái đèn này cái đầu cần nè. Đó. Rất là đã luôn. Ha, cái đầu cần nhìn thiết kế đẹp, bộ khóa nè mọi người, nhìn bộ khóa là mọi người biết cái đèn series cao rồi ha. Đó. Rồi. Cái phần quan trọng của cái đèn mọi người đây nè, chỗ này nè. Đó. Chỗ này nó có một cái dấu nè mọi người ha. Có một cái dấu hằn nè đó, nhưng mà kết cấu thì vẫn cứng cáp nha mọi người, kết cấu cây đàn nó vẫn cứng cáp hết nha, đó vẫn ok đó, cần đàn thẳng ngon. Cái này solid, on solid luôn, full solid luôn, cái này vẫn chơi tốt bình thường nha mọi người. Mọi người đừng quan ngại cái vấn đề này nha, vấn đề cái cổ cần nè, nó có cái dấu nè mọi người đó, cái này có thể là nó bị gãy rồi dán lại đó mọi người đó, nó có thể như vậy. Mình thật sự là mình không phải là người dán lại cho nên mình không biết thực hư nó như thế nào, chỉ là mình nhận định là nó có cái vết này thì mình sẽ nhận định một cách công tâm nhất thôi đó, cho mọi người có thể có cái nhìn mà rõ hơn về một sản phẩm mình dự định mua. Ví dụ mà mọi người em không nói cái vấn đề này thì lỡ mọi người về mọi người nhận là mọi người đỡ thừa em nữa. Thế nên nó có những cái cây đàn mà nó vẫn chơi tốt nguyên bản kỹ thuật hết, nhưng mà nó có những cái dấu tích gì nè đó, thì nếu mà ai mà chơi á, mà lâu năm á, thì họ coi cái chuyện này là họ chuyện bình thường, tại vì họ đã trải qua những cái đèn của họ nó sẽ có bị những vấn đề như là bung ngựa nè, họ dán lại hoặc là gãy cần họ làm lại nè. Thì thật ra thì cái quan điểm mà zin hay không zin đó thì do quan điểm từng người thôi, còn nếu mà ai chơi á, thì những cái vấn đề này cũng giống như là mình thôi mọi người ơi, thì mình sống thì mình cũng có bệnh có tật này nọ, thì mình cũng đi bác sĩ, thì cái đàn cũng vậy thôi mọi người. Dòng đời của cây đàn thì cũng trải qua bao nhiêu năm tháng gió sương thì nó chắc chắn thì nó sẽ có, quan trọng là cái người bán đó, họ chỉ ra những cái điểm đó cho mọi người không thôi, với lại cái giá nó có hợp lý không thôi nữa đó. Thế nên ra mong muốn là mọi người có cái nhìn khách quan hơn ha, có nhìn khách quan hơn ở cái vấn đề là cây đàn
nó có bị sửa chữa gì đó thì nó cũng tùy thuộc vào cái giá và sự lựa chọn là ở mọi người thôi. Rồi cảm ơn mọi người nha. Ra có chia sẻ tâm sự một chút xíu để cho mọi người hiểu hơn thôi. Rồi cái đàn này thì giá là 8 triệu kèm hộp nha mọi người. Mọi người không lấy hộp thì còn 7,5 triệu. Một cây cây này là hiệu lão á, em cũng chưa biết nữa, em cũng chưa tìm hiểu luôn, nhưng mà em đảm bảo mọi người đây là cái cây đàn cao cấp đó mọi người. Đó, mặt tớp đẹp, không nứt bể, còn trắng sáng, lưng hông cũng đẹp đó. Và em gãi cho mọi người nghe thử nha. Cái này thơm nha mọi người. Chưa có được chuẩn mọi người, nên cái lực tay của em nó còn yếu quá đó. Cái đầu cần thiết kế quá dữ luôn rồi. Rồi và giá là 8 triệu có hộp nha mọi người, còn nếu ai không lấy hộp thì 7,5 triệu. Đó, với những cái điều mà Gia đã chia sẻ với mọi người trên video về cái đàn này rồi. Ok, tiếp theo thì Gia sẽ mang tới cho mọi người một cây đàn nữa. Nó chính là một cây Amansa 401 top Seda. Cây này là Tây Ban Nha nha mọi người. Cây này Tây Ban Nha nha. Cây này thì mặt top là Seda, top đẹp, ngựa zin. Đó, có điều là cây đàn này thì nó bị ố mọi người ha, nó bị ố, lưng hông là bị ố, còn mặt tớp là đẹp, ngựa là zin, khóa là zin, phím, tất cả các kỹ thuật của cây đàn là tuyệt vời, tốt, không có bị cong cần hay gì hết đó mọi người. Những cây đàn ra chia sẻ với mọi người trong video là đều là kỹ thuật là đảm bảo cho mọi người chơi tốt hết nha. Đó, phím nè. Rồi, cây này thì giá rẻ mọi người ơi, cây này giá là 3,8 triệu nha, kèm theo bao. Tây Ban Nha thì tiếng của nó đanh hơn, nó gãy gọn hơn mọi người, nó có phần là tiếng nó căng hơn, nó không có mềm như những cái đàn Nhật. Cái bát của nó rất là lực và sâu ấy mọi người. Ba triệu tám mà mọi người đã sở hữu được cây Tây Ban Nha rồi, series 4 và mặt tớp là Solid Seda, cực kỳ tuyệt vời luôn, giá quá là rẻ và cây đàn kỹ thuật rất là tốt. Ố thì là do ngoại hình thôi chứ không ảnh hưởng gì về tới kết cấu của cây đàn nha mọi người, và ra đây là một điều khẳng định.
nó không ảnh hưởng tới kỹ thuật của cây đàn, chỉ ảnh hưởng ngoại hình thôi. Đó, tại vì nó ố thì mọi người mua được cây đàn này với mức giá 3,8 triệu mà mọi người chơi rất là bình thường, kể cả ra chơi cũng rất là bình thường, nó không có một vấn đề gì phát sinh cả. Nếu mà ai chu toàn quá ai thì mọi người có thể mua đàn mới, còn nếu ai mà đã chơi second hand rồi thì những cái điều này là một trong những cái điều mà đa phần những cái cây đàn mà đến từ Tây Ban Nha đều bị hết, hoặc là những cây đàn đến từ Yamaha, Cao Hùng, Đài Loan thì cái thị trường đó thì đa phần là những cái mặt hàng đó thì ít nhiều thì cũng bị ố lớp sơn bóng ở ngoài. Rồi, cây này quá tuyệt vời rồi mọi người. Âm thanh thì rất là hay á. Asama giá 3,8 triệu tặng bao nha mọi người. Rồi, tiếp theo cây cây số 4. Cây số 4 thì ra sẽ mang lại cho mọi người một cây Kodera AST70 siêu đẹp luôn. Cây đàn rất là đẹp ha. Cây này không cần phải quay giới thiệu nhiều. Cái này là rất là đẹp rồi, cái này quá trời đẹp luôn. Đó. Đẹp nhưng mà nó cũng có xước, mọi người thấy không? Nó cũng có chè xước. Đó, thì không thể tránh khỏi. Đó. Rất là đẹp ha, cái này rất là đẹp. Cái này là giá là 11 triệu. AT70. Một khóa. Đó. Cái này là perfect luôn mọi người. Cái này là ai mà mua tặng sếp hoặc là tặng người thân, đối tác. Đó. Cái này là 11 triệu có hộp nha mọi người. Đó, rất tốt, rất đẹp. Cây đàn này cực kỳ đẹp luôn. Đó, quá là đẹp. AT70 nha mọi người. AT70 là một trong những cái mã khó gặp mọi người. Số chẵn thì nhiều, còn số lẻ lẻ thì hơi khó ha. Số 50 đồ thì có nhiều, còn 70, 75, 80, 85 thì nó khó ít. Kodera thì nổi tiếng bởi chất âm của nó khá là cân bằng và ngọt, dễ nghe. Đó, dễ nghe. Kodera là một trong những dòng đàn mà thông dụng ở Nhật nha mọi người. Track của nó rất là đồng đều ha. Đó. Đó, nói chung là nếu mà ai mà thích cái chất âm của Kodera rồi á thì nó dễ dàng, nó nhẹ nhàng, nó dễ nghe, mọi người nó ngọt ngào lắm, chép nó cũng sáng nữa. Rất là hay. Nói chung là Kodera là một cái dòng đàn rất là thông dụng luôn mọi người, rất là thông dụng luôn. Thiết kế đẹp, độ hoàn thiện thì perfect luôn. Độ hoàn thiện của những cái cây đàn Kodera thì quá là tuyệt tác luôn. Mọi người thấy gót cần đây nè, đó. Mọi người đưa tay vô đó mình trơn mọi người.
đó, và những cái chi tiết là mọi người cầm cái đàn đó mọi người mới đánh giá được một cái đàn cao cấp, họ người Nhật họ làm cái đàn nó chỉnh chu như thế nào, nên mọi người đẹp, rất là đẹp luôn. Rồi giá là 11 triệu nha quý cô chú anh chị và các bạn. Một cây Corera AT70 ngoại hình cực kỳ đẹp luôn. Cây số 6, cây số 6 thì ta sẽ mang đến cho mọi người một dòng đàn đến từ thập niên 70, một cây Suzuki XG200. Thì cây này nó có ngoại hình cực kỳ đẹp nha mọi người. Cây này là rất là đẹp luôn á. Đó, rất là đẹp luôn, nguyên bản. Cây này là nguyên bản rất là đẹp. Cái đầu cần nha mọi người. Đó, cái đầu cần rất là đẹp, thiết kế rất là đẹp. Khóa zin nha. Đó, khóa zin. Khóa càng cua, khóa nhật. Đó. Cái đàn rất là đẹp mọi người. Góc cần zin nè. Cái này top thì chưa phải là solid nha, nhưng mà âm thanh cũng rất là hay á. Giá thì mềm mọi người, cây này giá có 3 triệu à. Cây này giá 3 triệu kèm bao nha. Một cây Suzuki SG-SC200 của Suzuki của Nhật. Đó, chế tác tại Nhật luôn. Cây này nội địa Nhật. Ok đó mọi người. Cây này chất âm hay nha. Cây này 3 triệu. Đó mọi người nghe không? Mọi người nghe cái hắc sợ thấp nó bị rèn. Đó là tất cả những cây đàn khi mà gửi đến cho mọi người đều phải cân chỉnh lại hết á. Mặc dù đàn cũ đàn mới gì, mọi người nếu mà mọi người đã từng mua thử một cây đàn ở Yamaha đi, khi ví dụ ra, ví dụ nha, ra có khách mua đàn hàng mới luôn ở Yamaha mua về thì cũng phải tốn tiền đi cân chỉnh thôi mọi người, tốn ít nhất thì cũng phải 200.000 đi cân chỉnh lại cho mọi người đó. Thế nên đàn mới hay đàn cũ gì cũng phải cân chỉnh lại hết, đó là cái điều bắt buộc, chứ không phải là cây đàn lỗi hay gì hết cho mọi người. Mọi người phải hiểu vấn đề đó thì mọi người mới chơi đàn được. Chứ cái đó là cái kiến thức cơ bản mọi người, cái đó là cái kiến thức cơ bản á. Đàn cũ đàn mới thì mọi người còn phải cân chỉnh lại hết và kiểm tra lại. Ví dụ mọi người mua một cây đàn cũ, người ta chưa cân chỉnh nhưng mà cái action của cây đàn hiện tại nó vẫn chơi tốt thì mọi người cứ để vậy chơi. Còn nếu mà cái action nó không tốt với cái lực tay của mọi người á, thói quen của mọi người á, thì mọi người nên đi cân chỉnh lại. Thì cân chỉnh lại á, thì phải tốn tiền, nhưng mà shop ra thì hỗ trợ cho mọi người hết vấn đề đó, đều cân chỉnh hoàn thiện hết, test từng nốt không bị điếc, không bị rè, không bị tù, rồi mới giao cho mọi người đó. Nói chung là test thì mọi người chỉ cần nghe chất âm thôi, còn mọi chuyện còn lại thì bên shop sẽ làm hết, mọi người chỉ việc lên dây và chơi thôi. Rất là tốt nha mọi người. Suzuki SC200 có một thiết kế đầu cần khá là đẹp mắt nè, lạ nè, và ngoại hình cũng rất là đẹp, nguyên bản. Giá là 3 triệu thôi mọi người, và em xin phép qua cây này nha. Rồi, tiếp theo thì lại là một cái thương hiệu của Suzuki nữa. Đây là một dòng Takaharu tem đỏ được chế tác vào năm 1976. Cây đàn này có chữ ký nè mọi người, có chữ ký luôn, và cái model của nó thì nó nằm ở trong cái mọc đen đó mọi người. Đó, cái model của cây đàn này là GT200 1976, giá là 3,5 triệu. Với cái đầu cần thiết kế cũng rất là khác biệt. Mọi người thấy Suzuki á, họ làm ra những cái thương hiệu á, họ có một cái gọi là nhận diện thương hiệu cũng khá là tốt. Thì đây là một trong những cái đầu cần và để nhận diện thương hiệu của dòng Takaharu của Suzuki. Đó, đây rất là đẹp ha. Đó, và cái đàn này có một cái chỉ cần nữa nha mọi người, có một chỉ cần nha.
Ngoại hình của cây đàn này rất là đẹp. Cây đàn này thì top của nó cũng chưa phải là một mặt top solid, chỉ là một mặt top laminate thôi, ba lớp, cực kỳ bền và chắc chắn. Lưng hông là cảm ứng. Cây đàn này zin nguyên bản nha mọi người. Đó, zin nguyên bản rất đẹp. Cây đàn này còn rất là đẹp. Giá là 3,5 triệu cho một cây đàn Takaharu của Suzuki. Bây giờ em sẽ test. Cực kỳ là tốt, độ ngân á, tại vì tới giờ nó cũng còn rung đồng thùng nè. Tập khúc này chưa có nhuần mọi người, chưa có nhuyễn lắm, thế nên bấm nó còn bị hở. Âm thanh rất là tuyệt vời. Quan trọng là mọi người có thích cái âm thanh của những cái đàn này hay không thôi. Chứ âm thanh của những cái đàn Nhật thì nó không dở được nha mọi người. Nếu mà cái điều kiện kỹ thuật của nó vẫn còn đảm bảo thì âm thanh của nó không hề dở được. Rồi, tiếp theo em sẽ giới thiệu cho mọi người một cái cây đàn nữa. Một dòng Aria huyền thoại luôn. Một cây AC30 mà tem xanh lá như thế này nè mọi người. Cái tem này nè, đó. Cái đàn này thì hiện tại cây đàn này thì ra đang bán với giá là 6 triệu nha. Cây đàn này thì có một mặt top là solid. Mặt top thì đẹp, có vài chấm chấm ở đây thôi, vài ở chày. Ngoài ra thì cây này đẹp lắm luôn á. Cây này là bộ khóa gòn nha mọi người. Đây là bộ khóa gòn nè. Đầu cầm nè. Rất là đẹp ha. Rất là tuyệt vời. Gót cầm zin. Có cần zin nè mọi người. Rất là đẹp ha, tổng thể nè mọi người. Tổng thể cực kỳ đẹp luôn. Rồi, em sẽ test thử cho mọi người nghe thử âm thanh của cái này nha. Series 3 thôi nhưng mà nó 6 triệu nha mọi người. Tại vì cái đàn này nó được nhiều người chuộng lắm. Giá thị trường của nó là 6 triệu, có thể là hơn thế nữa. Thank you.
cây này thì em nghe nó bay hơn, nó có cái độ nảy mọi người, nó có cái độ nảy, nó có trep của nó sáng, đó, trep của nó khá là sáng lồng lanh, cây này ok quá hay. Cái này 6 triệu kèm hộp nha mọi người, và nếu ai không lấy hộp thì là 5 triệu rưỡi thôi. Và xin phép qua cây cuối cùng. Rồi, cây cuối cùng là một cây AST50 Salady. Cái là Salady là sao mọi người? Salady là sao, nó nhỏ hơn một chút xíu, tại cái scale của nó là 630, cho chúng ta một cái body nhỏ hơn, cái cần nhỏ hơn, nhưng mà âm thanh nó thì tuyệt vời nha mọi người. Cái đàn này thì dành cho phù hợp cho quý cô, các quý cô chơi cái đàn này. Và ai mà là nam mà thân hình nhỏ nhỏ gọn gọn như em, em là 1m7 thì cân nặng thì khoảng 55 kg, mà chơi cái này thì rất là phù hợp luôn, tại vì nó nhỏ mọi người. Ai nhỏ nhỏ con chơi cây này nó phù hợp lắm luôn á. Rồi, một cây Corera AST50. Cây này là thuộc cái cây mà đời nó cũng khá là sâu của dòng AST nha mọi người. Tại vì cái chữ nó còn ghi, cái model nó còn ghi với mọi người, ghi tơ tai. Cây này thì mặt tớp là có cấn. Còn những cái vết mà mọi người thấy á, là cái vết gỗ nha. Những cái vết mà mọi người thấy như là vết gỗ nè. Đó, như này là vết gỗ ở bên trong á. Đó, còn cấn nè, cấn nhẹ nè. Đó, cấn nhẹ nè. Đó, còn ngoài ra là cái vết gỗ bên trong nha mọi người. Và mọi người thấy là cái ánh đèn nó chiếu vô nè, thì có những hiện lên cái điểm lõm lõm này là bị cấn nhẹ, không nứt bể nha, nguyên zin, ngựa zin nguyên bản nè. Đó, gót cần hông đẹp nè. Cái này là top solid nha mọi người. Cái này là series 5 top solid size lady, size của nữ giới. Đó, bột khóa gòn nha. Bột khóa này bột khóa gòn, bột khóa zin. Đó, rồi, rất là ok mọi người ha. Đầu cần các phím cũng ok lắm. Bản cần mọi người ha, cái bản cần của cây đàn này là bản cần 50 nha, và ra sẽ test thử cho mọi người xem. Và giá cây này rất là mềm luôn, chỉ có 5 triệu. Cây này 5 triệu kèm theo theo bao nha mọi người, 5 triệu kèm theo bao nha. Có rành lắm, mọi người thông cảm, mọi người chỉ nghe chất âm thôi. Đó, giá là 5 triệu nha mọi người, cho một cây AST50. Tới giờ nó còn rung nè mọi người, nó còn vang nè. Đó, mình cầm nó rung trên tay. Ok mọi người ơi, cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi cái video của em, xem video của em. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người nếu mà ai vừa mắc với một trong số những cây đàn classic trong video này, thì mọi người cứ nhắn cho Gia nha. Gia sẽ tư vấn cho mọi người kỹ hơn nếu mọi người còn thắc mắc. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo cùng với những cây đàn khác nữa. Xin chào tạm biệt.